thể dục. Ngày xưa học ở trường gì? Tôi học á, tôi trước tôi học ở bên cao đẳng bên Thường Tín. Vườn đá cây chả nhìn thấy đéo. Đi qua nhà tôi chơi. Ờ, nhà ở dưới chỗ Đông Tín đấy gì? Nhà bà. Nhất trí thôi. Máy này gọi nhiều thế. Tôi không chăm mà chim ấy, đổi cám liên tục ấy, bận không có thời rồi nó học hết, bận không có thời gian chăm. Hôm qua đánh con chòe trao đứng sát lồng rồi mà đéo chết, điều đéo đỡ này. Cứ đứng ở quanh đất nhảy tưng tưng. Có kia như kiểu mái trắng lên đúng không? Mái trắng ghép đôi rồi. Nhưng trên ở cái chỗ dưới khu ông nghe giọng hay hơn đúng không? Tôi vừa bắt con giọng hơi bị hay luôn. Ở dưới đấy chim giọng hay. Trước mình đào được một con gì đấy? Con đéo gì đấy? Cú gáy sao? Một cú gáy hai cuốc. Ở dưới này nhiều cuốc đúng không? Bắt hết. Mình đi đây ở kia ngồi gọi thử phai cuốc cái bay rồi gáy. Vứt mẹ cái loa ở cái chỗ cỏ ấy. Ra cái cuốc chạy ra tận nơi loa. Ở đoạn nào? Ở trong cái làng đấy. Còn cụ thể thì không không thể biết được. Bây giờ đang dạy ở trường gì? Dạy ở trường tiểu học Phương Tú. Gần trường nhà gì? Tiểu học Phương Tú gần nhà luôn mà. Tôi thất nghiệp. Thất nghiệp à? Đấy đi làm nữa còn gì nữa? Đi làm ăn nhanh nhanh để hồi tương lai. Tưởng trường bảo ông chín mấy? 92, 93. 9 mấy? 92, 93. 17 tháng 1 năm 90. Nhưng mà ngày dương, ngày âm là tôi 91, 89. Trường nào bảo 92, 93? Thằng Tôn đi trường ý. Tưởng nó bảo 92. Mấy giờ phải đi dạy? 2 giờ, 2 rưỡi. À, buổi sáng nó không tập à? Sao này không ngủ được? Thì người ta mở nhà to là sao vậy? Giờ không có người dạy riêng. Đa số dạy chiều. Trường của 92, 93 à? Ừ. Trường là 92, 93 là gì? Ở đấy mỗi tháng là mấy củ? Chúng có 3 triệu 2. Đây á.
Xong xin ở đâu gần gần đây làm đéo đi xuống xa đấy. Ở đây dân nó không có tiền đấy. Ở khu chùa Hương này không có tiền, chùa Hương lụt. Dân không có tiền và không phát triển. Trường như nó đã 92, 93 rồi hay gì nhỉ? Tôi đi trường. Ờ đó tầm đấy. Ông học cùng bọn nào ở cấp 3 đây không? Không, cấp 3 học ứng hoa cơ. Ứng hoa thì làm sao ở đây cùng nhau được. Mãi đeo đá nhỉ. Ở đây là trước mình thấy mấy con chòe hót ở đây nhưng đấy mình chưa đánh. Mang lồng đi nhưng lại muộn, thôi đi về. Lâu chưa? Cách đây mấy tháng rồi. Cách đây mấy tháng ăn gì có chòe được. Thịt luộc đây rồi à? Ờ, bây giờ còn 4 con bánh tảng đâu. Những mấy con cái. Ông vác xuống hơi chúng nó bắn. Thế thì nói chuyện chết thì hôm đấy mình nghe thấy hít hít, mới cả thấy con đực đây mình vào. Chắc là nhiều. Có cái mẹ quấn mà quấn được. Cái bẫy em chết đi. Cái em bẫy toàn thả. Mà chòe bẫy được toàn cho. Bán mấy. Mình bẫy chòe toàn chết. Nuôi về chết à? Không thời gian đào run đào gì nên bắt đào cào mua sâu kho. Ở dưới đấy không có càng chim đúng không? Không có. Có cửa hàng nhưng mà không bán sâu mà. Tóm lại là không có thời gian mà. Thế thì nuôi chết rồi. Đây con mèo, à con chòe kia. Về mình cứ đi mua sâu. Nhờ họ mua sâu cho độ khoảng 50.000. Hết này mua. Tôi có ông anh trai đang làm ở đoạn đoạn vạc. Gần đoạn đông chưa? Qua rồi, vác qua nhiều, vác qua 12 cây. Ngã tư vạc. Qua quá nhiều.